Hậu cá tư tưởng nha, có mấy con là cũng được 3 ký 4 ký, vớt lên còn đem vô chiên xù thôi, còn mấy con nữa vớt nữa ăn nữa. Đây có cái vạt vớt cá đây. Thợ làm màu gì thôi chứ cá vớt rồi. Tôi vớt cái vớt cá. Quá trời luôn. Tôi tượng nè, cá chép nè. Ồ. U 3 4 con luôn, 4 5 con luôn, nhóc hết. Ồ, dính rồi. Đó rồi. Vô một con. Ồ, dính rồi. Đó rồi. Vô một con. Đó, nó dạy quậy một cái rồi, dạng hết mình luôn nè. Trở lại còn 4 ký, 4 ký lô. Quá bự. Bây giờ đi làm thịt. Rồi, em vô hai. Đó, còn cái này là ớt, kêu là ớt tiêu nè. Đó, ăn rất là thơm luôn. Một cái cây ớt siêu to, siêu khổng lồ, leo lên tới nóc nhà luôn. Đó, cái hàng trái đó nè. Tí là còn sống không? Ừ, dữ vậy hả? Bán cho mấy chục ngàn tí mà đã làm biết rồi đấy. Đây, cái này cái gì ta? Rồng, xương lòng, xương rồng, dạng lý trên hạt. Cây thằng kỳ nó có trái, thằng kỳ quá trình trái luôn. Cái trái này ăn vô là cảm giác là mình không có còn chua nữa, ăn chanh như là ăn đường, mình ăn đắng cho nó còn đắng không ta, những cái chua thôi, tức là tất cả những cái gì chua mình ăn chanh như trước, mình ăn chanh vô, ăn một ký chanh luôn cũng không có chua. Cây thằng cây này là cái hồng, cây đinh lăng, đinh lăng gốc cũng bự rồi nha. Đinh lăng này lá lớn lá này ăn cũng được, lá này ăn được mà ngâm rượu cũng được luôn. Con giấy à? Đó, cá bắt xong rồi vô rồi, thấy không? Bự quá, không có để nguyên con được, nên chắc làm hai. Đó, cái bắt cái đầu, cái này cái đầu chuyên rồi nè. Cá là nghệ sĩ, người chuyên cá là nghệ thuật. Đó. Cái đứa quay, cái là cái nước. Chuyên cá là một nghệ thuật nữa. Ừ, cái đây là dao chuẩn bị nè. Rồi hồi nãy nướng thịt đồ đó, lo đi nhiều chuyện, ta nướng xong hết rồi, chiên tới giờ cũng xong luôn rồi. Đây, món đậu đây. Rồi. Đây, cái này là thịt nem nướng nè, đặc sản làm nhà luôn. Cá siêu to, siêu khổng lồ. Chả giò.
dĩa rau, nước mắm. Cái này là gỏi sầu đâu với khô cá lóc đồng. Cá lóc nhà làm. Cá lóc nhà làm luôn. Này là trâu rắc bếp. Trâu một nắng. Xé ra mới ngon. Còn nguyên miếng. À, cái này em bé dễ thương. Đây con cá xào dây chuyền xong đây. Cá tai tượng chiên xù để nguyên dãy, chiên xong xù cái dãy. À, đây là cái đó. Này cái mang. Ba nha, nhà thầy ba, thầy ba lâu. Chủ ba. Chủ ba đi gỡ cá bắt cá rồi. Gỡ bà ra cái khoái nữa, cái nồi á lấy cái bọng hết tiêu rồi ra bẻ một miếng để tủ lạnh ăn ngon. Ở cái ớt này ăn rất là ngon luôn. À, ăn ớt mà nó có mùi thơm giống như cái tiêu. Còn có lắp luôn màu bén nha. Đây là nó lụm hết. Đây ghẹ lột rồi. Vậy chà chua gì hết thôi. Đó, tại hồi nãy tính là con ghẹ còn sống, mình mới bắt con ghẹ lên đem vô nhà tắm mà tắm sạch sẽ. Tắm sạch sẽ cái ra mình trồng cái ghẹ còn sống. Nhưng mà giờ con ghẹ này lột rồi. Đây ghẹ lột rồi luôn. Nóng hổi luôn, còn nóng luôn. Má tôm vừa đổ ra là má tôm quấy liền. Nó nói con hồi nãy là tính ghẹ sống qua là mình đem đi vô nhà tắm xong rồi trụng ăn sống luôn. Đâu rồi? Rồi vô rồi. Đâu có vô trọng. Vô trọng là mình đổ luôn. Đổ vô. Lọc bỏ lòm luôn. Trời ơi. Rất lọc lụm lọc. Lọc. À, con tên được của bé Hạ nghe. Ôi vô. À, cái con ghẹ mà luộc rồi vậy nè cái. Con bé Hạ cặp lên nè. Không, con ghẹ này luộc rồi phải không? Rồi. Cái mình dở cái càng nó lên, dở cái giò nó lên, dở cái càng lên, dở cái càng lên ăn được rồi phải không? Khoan chưa? Rồi. Chập giùm lắm hình. Dở càng lên ăn rồi. Chập chập với. Đây. Chập đi, nấu lọc. Đó. Vậy là có con gái luôn á. Không có không hồn. Kiến cắn, kiến cắn. Kiến là tốt đúng không? Kiến là tốt đúng không? Chập đi được rồi. Rồi, chập khúc trên thôi. Chưa cười mà. Chưa. Cười đi. Đây. Chập ở trên là gì, ở dưới là gì nè. Thôi. Nhậu nhấp tên đó vô ăn đi. Rồi ra sau bếp thôi. Đây mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng nha. Chia ra làm hai, thao tôm, thao cua. Wow, con cá bự dữ vậy. Đó, tay tượng. Chuẩn bị.
cái đối tượng siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ nhưng mà bự lắm á, tại chiên là nó nhỏ là bớt đó. 11 lần mở cái kênh thầy ba vui lắm. Vừa rẻ vừa tôm đỏ đỏ bừng luôn, cà phê đầy đủ luôn. Không có ai hết, đi hết rồi mình bóc miếng mỡ họng không ai hết, không ai thấy, không ai thấy. Cồn là 12%, bia can nồng độ cồn có 4.5% thôi. Nè, muốn ăn gà ngon mình phải cầm lên mình bóp 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 gì nè. Đó, mình thấy im tay là con gà ngon, cái lộn con gà ngon. Còn nếu mà còn sống á thì mình đem vô nhà tắm, mình tắm sạch sẽ. Tắm sạch sẽ xong bắt đầu đem lên dụng cho thân. Là ăn sống luôn. Đũa rồi, chép rồi, gắt ra là xong xuôi cho rồi. Rửa đậu, ăn cho đậu. Ba tô một ly. Đâu ly ba tô đâu? Thiếu ly rồi. Thiếu ly. Không, chung ly uống một ly, uống một ly. Không. Uống một ly. Không. 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 Em rửa cái ly rồi anh đi, anh đi. Lấy cái ly về chị. Ba tô đứng như lấy cái ly ba tô. Rồi, 1 2 3 vô con ghẻ. Vô con ghẻ coi. Vô đi. Cái đó mồi là nhai cái gì đấy đó.
Rồi, thấy với gao lên. Không có, ổng thì ổng là dạng ổng nhiều tiền thôi, chứ ổng nhậu thì không có nhiều. Hello. Mà tại ổng biết mà thành ra ổng ra cái đó là cái dở quá. Bây giờ phải chuyển công tác ổng, bây giờ ổng đang là thầy giáo. Ổng có lính, cũng học, có biển chung lắm lắm thôi. Lâm quá. Bơm cuối cùng cũng phải lên là cái giọng.